Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam liên tục dồn máy ẩm từ biển vào đất liền, gây ra trạng thái trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác cho nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng các khu vực ở phía Tây Bắc Bộ, cục bộ có một số khu vực có khả năng xảy ra mưa to đến rất to trong hai ngày tới. Dự báo từ ngày thứ ba của tuần tới, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới. Đối với khu vực Bắc Bộ, nhiều khu vực vùng nước cao trời sẽ chuyển rét. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 1 đến 3 độ tùy từng khu vực. Đồng thời, mưa vừa mưa to, mưa trên diện rộng diễn ra khu vực này từ 3 đến 5 ngày tới. Đối với khu vực Trung Bộ, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ, mưa nhỏ rải rác cũng sẽ gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này từ những ngày của tuần tới. Về đêm và sáng sớm, trời còn se lạnh, nhiệt độ ở khu vực này có phần tăng dần từ Bắc vào Nam. Đối với khu vực Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, mưa vừa mưa to cũng sẽ gia tăng ở khu vực này từ ngày thứ Sáu tới. Mưa thường diễn ra về chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Lui xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lui xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng phía Nam có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt, có gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Tầm nhìn xa trên 10 km.